Cô chú và anh chị hãy nhìn sang phía bên tay trái của mình đi ạ. Một không gian bao la và rộng lớn của biển cả đang hiện ra ngay trước mắt chúng ta rồi. Và nếu như nhắc tới mùa xuân thì người ta sẽ nghĩ tới những cái đóa hoa đua nhau khoe sắc trên những dải núi non hùng vĩ. Thì trong những ngày hè nóng nực và oi ả như thế này thì cái thứ mà rất nhiều người mong muốn được nhìn thấy, mong muốn được hòa mình vào cái làn nước mát đó chính là biển cả. Và hàng năm cứ mỗi độ hè về thì các bãi biển lại trở nên tấp nập và nhộn nhịp đón chào du khách từ khắp mọi miền đổ về. Từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thủ Đô, Hà Giang, Yên Bái đổ xô lên đường. Từ người Kinh cho đến người Mường, nhắc tới sóng biển là phải lên đường trong đêm. Và quả thật như vậy cô chú và anh chị ạ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà trong những cái ngày hè nóng nực và oi ả như thế này, chúng ta được tận hưởng một cái làn gió mát, tận hưởng những con sóng từ biển cả và hòa mình vào cái không gian tấp nập và náo nhiệt của các bãi tắm. Và có một cái thứ đặc trưng ở các bãi tắm, không biết là cô chú và anh chị có để ý không? Người ta nói rằng là uống rượu thì phải có ly, đã đi tắm biển thì bikini phải sẵn sàng, nâu hồng, đen đỏ, trắng vàng, càng ngắn càng bé thì lại càng dễ bơi. Thì không biết là cô chú và anh chị nhà mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình những cái bộ bikini để chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ vui chơi thỏa thích tại các bãi tắm chưa? Nếu như mà chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chiều hôm nay nhớ mặc bikini khi mà ra biển nhé. Nhiều anh chị nói rằng là anh chị đi tắm biển thì toàn không mặc gì thôi, thì cũng khuyến cáo cái điều này là không nên, bởi vì là tắm biển mà không mặc gì thì bọn cá mập nó cứ tưởng là bát mì cháy đen, nó bơi nó lượn mon men sẽ gây nguy hiểm cho các anh em tắm cùng. Nên là chúng ta hết sức lưu ý về cái điều này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về những cái biện pháp đảm bảo những cái an toàn cho bản thân khi mà chúng ta tham gia vào các hoạt động trên bãi biển, như là tuân thủ các quy định về giờ giấc tắm biển này, những cái chỉ dẫn và quy định trên bãi tắm này, hay là chú ý về những cái biện pháp đảm bảo sự an toàn cho bản thân, cho người thân, đặc biệt là trẻ em trước những cái nguy cơ của biển cả, như là say nắng này, như là cát lún, sóng to, gió lớn, hay là từ các sinh vật từ biển như san hô hay là sứa. Cái đoạn này thì trong video thì mình nói qua qua thôi, nhưng mà trong dẫn thực tế thì chúng ta phải nhắc nhở cực kỳ là kỹ càng trong cái việc này. Và ngoài ra thì không biết là cô chú và anh chị chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình những lọ kem chống nắng chưa? Bởi vì nắng ở biển thì rất là gay gắt, cộng thêm cái gió nó có chứa muối nữa sẽ làm cho da của chúng ta trở nên khô, đen và rất là dễ cháy. Nên là chúng ta hết sức lưu ý khi mà tham gia vào các hoạt động trên bãi biển để tránh cái tình trạng khi đi thì trắng trẻo nõn nà mà lúc về thì đen bóng như là da trâu. Về đến nhà có chó nó sủa gâu gâu không nhận ra chủ chỉ vì cái màu da đen. Thì chúng ta hết sức lưu ý về cái điều này nhá. Đó là một cái đoạn dẫn liên kết trong cái việc mà nhắc nhở khách về cái đảm bảo an toàn khi tham gia vào các hoạt động trên bãi biển. Mà mình nghĩ rằng là nếu mà được đi dẫn thì mình cũng sẽ nói với khách. Thì hy vọng rằng là có những câu như vậy thì có anh chị em nào đó chúng ta có thể sử dụng được. Nói nó cũng vui vui thôi, nói cho khách người ta cảm thấy dễ chịu và người ta lắng nghe mình hơn khi mà mình đưa ra những cái lời nhắc nhở trong cái việc đảm bảo an toàn. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau.